phá 3 phát minh đáng kinh ngạc của nữ giới mà nam giới sử dụng nhiều ngày nay. Tường Vi xin chào quý khán thính giả của TCT. Thưa quý vị, để xem được video này, chắc chắn thiết bị của bạn cần phải có Wi-Fi. Nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi rằng Wi-Fi có từ khi nào và do ai phát minh ra hay không? Câu trả lời sẽ khiến mọi người phải ngạc nhiên, đó là Wi-Fi được phát minh bởi một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng nhưng cũng đầy bi kịch. Không chỉ có Wi-Fi mà còn rất nhiều những phát minh thông dụng khác cũng được nữ giới tìm ra mà cho đến ngày nay đã được cánh mày râu sử dụng rất nhiều nhưng rất ít người trong số họ biết về nguồn gốc của nó. Có những phát minh tưởng chừng như đơn giản nhưng đã cứu sống được hàng vạn người trong hàng thập kỷ qua. Vậy, những phát minh nổi tiếng của những người phụ nữ đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi video của chúng tôi nhé! Mary Anderson sáng tạo cần gạt nước. Có bao giờ bạn đi trên ô tô giữa lúc trời mưa và tưởng tượng rằng nếu không có những chiếc cần gạt nước thì chuyến đi của mình sẽ như thế nào hay không? Vâng, hẳn nhiên sẽ rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm cho bản thân cũng như là người đi đường đúng không? Vậy nên không quá khi nói rằng phát minh của bà Mary Anderson dưới đây đã cứu sống rất nhiều người trên thế giới này. Mary Anderson sinh năm 1866 trong một gia đình làm nông ở Green, bang Alabama, Mỹ. Năm 1902, khi bà Mary đến thăm thành phố New York vào một ngày giá lạnh mùa đông, bà ngồi trong một toa xe điện quan sát thấy tài xế phải vật lộn để nhìn qua cửa sổ vì mưa đá. Để nhìn rõ, tài xế phải mở cửa sổ nhoài người ra khỏi xe hoặc dừng xe để ra ngoài để lau kính chắn gió bằng tay. Nó vô cùng bất tiện và nguy hiểm. Điều đó khiến Mary nảy ra một ý định phát minh ra một thiết bị thông dụng hơn, không chỉ cho tàu điện mà cả ô tô nữa. Khi trở về Alabama, bà đã phát thảo một bản phác thảo cho một lưỡi gạt nước có thể vận hành từ bên trong xe. Thiết bị của bà bao gồm một đòn bẩy bên trong xe để điều khiển lưỡi cao su ở bên ngoài kính chắn gió. Thiết bị có thể dễ dàng tháo ra nếu muốn. Sau đó, bà đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và được cấp phép vào năm 1903. Vào thời điểm đó, vì ô tô chưa được ưa chuộng nên khi Anderson bán bản quyền phát minh cho các hãng sản xuất ô tô, bà đã bị họ từ chối. Đến năm 1913, ngành sản xuất ô tô đã phát triển theo cấp số nhân và cần gạt nước kính chắn gió đã trở thành thiết bị không thể thiếu. Tuy nhiên, Anderson chưa bao giờ được hưởng lợi từ phát minh của mình hoặc được công nhận cho đến khi bằng sáng chế hết thời hạn sau đó 17 năm. Sau này, tất cả các hãng ô tô trên thế giới đều sử dụng cần gạt nước theo sáng chế của Mary, nhưng không một ai còn nhớ về câu chuyện phát minh mang tính đột phá của bà. Phát minh của bà đơn giản là đi trước thời đại và các công ty có thể hưởng lợi từ những ý tưởng ban đầu của bà. Tabitha Babbitt và lưỡi cưa tròn. Thưa quý vị, những việc cưa xẻ nặng nhọc bấy lâu nay gắn liền với cánh mày râu, vai u thịt bắp. Cho nên, nhiều người mặc định rằng nếu có phát minh sáng chế trong lĩnh vực này thì có lẽ cũng là nam giới. Nhưng không, một sáng kiến của một người phụ nữ đã giúp đàn ông ngày nay thảnh thơi hơn trong công việc của mình. Người đó chính là Tabitha Babbitt, một người phụ nữ theo phái Shaker sống vào thế kỷ 19 ở Mỹ. Vào thời điểm đó, để cưa một gốc cây hay xẻ một tấm ván, người ta phải tốn rất nhiều công sức bởi họ phải dùng lưỡi cưa tay và cần phải có ít nhất hai người mới thực hiện được. Năm 1813, trong một lần quan sát những người đàn ông sử dụng cưa kéo, bà Babbitt nhận thấy rằng một nửa chuyển động của họ là lãng phí, vì lưỡi cưa chỉ cắt vào gỗ khi kéo đi, trong khi lần kéo về thì không. Chính vì vậy, bà đã có ý tưởng sáng tạo là tạo ra một lưỡi cưa tròn hay cưa đĩa để nó có thể liên tục cắt vào thân gỗ. Không chỉ cải tiến lưỡi cưa mà bà Babbitt còn cải tiến cả bánh răng giúp nó cắt được nhanh hơn. Máy cưa tròn đầu tiên mà bà được cho là đã chế tạo là ở Albany, New York. Nó được kết nối với một động cơ được chạy bằng hơi nước. Điều đáng trân trọng ở đây là phát minh của Babbitt được phổ biến rộng rãi mà các nhà sản xuất không phải mất tiền bản quyền, không chỉ trong cộng đồng người Shaker mà còn lan rộng ra toàn thế giới. Chính nhờ điều này mà ngày nay cưa máy đã có mặt ở khắp mọi nơi, góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của xã hội. Cuộc đời sóng gió của nữ diễn viên xinh đẹp phát minh ra Wi-Fi. Như chúng tôi đã nói ở trên, Wi-Fi hay mạng không dây ngày nay đã phổ biến toàn cầu, nhưng rất ít người biết được mẹ đẻ của nó là ai. Câu trả lời ở đây là Hedy Lamarr, một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng của Hollywood.
Lamar sinh năm 1914 tại thủ đô Viên của Áo. Bà là con gái của gia đình gốc Do Thái và cha là một giám đốc ngân hàng thành đạt. Từ nhỏ, Lamar đã tỏ ra rất thông minh và bà có thể tháo ra và lắp vào dễ dàng những món đồ chơi phức tạp mà bố cô mua cho. Lamar cũng ham đọc sách và tìm tòi sáng tạo trong các môn nghệ thuật. Lamar sớm thể hiện niềm yêu thích với diễn xuất và xuất hiện trong bộ phim đầu tiên Gay Outer Dresser ở tuổi 16. Sau đó, bà gặp và kết hôn với một doanh nhân giàu có tên là Friedrich Mendel. Mendel là một tay buôn vũ khí và tham gia các thương vụ mua bán vũ khí cho Đức Quốc xã và các chính phủ phát xít ở châu Âu. Lamar đã tháp tùng ông trong nhiều chuyến công tác và biết rõ những cuộc trò chuyện của ông với các nhà lãnh đạo quân sự và nhà khoa học. Việc tiếp xúc với giới công nghệ quân sự sau này đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Lamar với tư cách là một nhà phát minh. Năm 1937, cuộc hôn nhân của Lamar và Mendel gặp nhiều sóng gió dẫn đến ly hôn. Lamar phải trốn đến Pháp để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Bà đã xuất hiện trong một số bộ phim của Pháp trước khi thu hút sự chú ý của nhà sản xuất Hollywood Louis Budmeyer, người đã đề nghị bà ký hợp đồng với hãng phim MGM vào năm 1937. Lamar đến Mỹ mà không biết tiếng Anh và phải học ngôn ngữ này một cách nhanh chóng để thành công ở Hollywood. Sự nghiệp diễn xuất của Lamar kỳ dấu ấn sâu sắc, nhưng niềm đam mê thật sự của Lamar là dành cho khoa học và công nghệ. Mặc dù nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng Lamar không ưa thích những buổi tiệc tùng giao du với giới Hollywood hào nhoáng. Cô đã dành hàng đêm để mày mò, xây dựng và thử nghiệm trong nhà xưởng. Vì là một người gốc Do Thái nên Lamar luôn mang trong mình mong muốn giúp lực lượng đồng minh đánh bại Đức Quốc xã. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Lamar đã cùng nhà soạn nhạc George Antheil đồng phát triển một hệ thống dẫn đường vô tuyến cho ngư lôi của quân đồng minh sử dụng công nghệ trải phổ và nhảy tầng để tránh gây nhiễu tín hiệu dẫn đường của ngư lôi. Tuy nhiên, đáng tiếc là phát minh của Lamar đã không được Hải quân Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ hai vì cho rằng ý tưởng của một diễn viên ứng dụng trong quân sự là không đáng tin cậy. Mặc dù không được sử dụng, nhưng phương pháp chuyển đổi tần số của bà đã đặt nền móng cho các công nghệ liên lạc không dây hiện đại sau này như Bluetooth, Wi-Fi và GPS. Trên thực tế, những đóng góp cho khoa học của Lamar phần lớn bị ngó lơ vào thời điểm đó và bà ít được công nhận cho công việc của mình. Cái bóng của vai diễn quá lớn khiến nhiều người bỏ qua những đóng góp của bà cho công nghệ hiện đại. Sau chiến tranh, Lamar phải vật lộn để tìm kiếm chỗ đứng với tư cách là một nhà phát minh. Bà tiếp tục nghiên cứu những phát minh mới, nhưng những ý tưởng thường bị coi là lời nói gió thoảng của một nữ diễn viên xinh đẹp. Phát minh công nghệ vô tuyến của Lamar không được biết đến rộng rãi cho đến khi bà gần cuối đời, vào cuối những năm 1990, và đặc biệt thu hút sự chú ý hơn khi cáo phó của bà được công bố vào năm 2000. Kể từ đó, tin tức đã lan rộng và Lamar trở thành một biểu tượng của phụ nữ trong khoa học. Tuy vậy, Lamar cũng phải đối mặt với một chuỗi bi kịch đời sống cá nhân. Bà đã kết hôn 6 lần và luôn kết thúc bằng ly hôn. Mặc dù thành công với tư cách là một nữ diễn viên và một nhà phát minh, Lamar đã thực hiện một số khoản đầu tư và thường xuyên mắc nợ. Bà buộc phải bán nhiều tài sản để trả nợ. Bà cũng đã bị bắt nhiều lần vì các tội liên quan đến sử dụng chất cấm. Năm 2000, bà Hedy Lamar qua đời cô đơn trong một căn hộ nhỏ ở bang Florida, Mỹ. Di sản của Lamar với tư cách là một biểu tượng Hollywood và nhà phát minh đột phá vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho những người theo đuổi kiến thức và đạt thành tựu bên ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ. Và đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, quý vị có thể để lại bình luận cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, Tường Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.